Lê Tuyền xin kính chào quý ông bà, cô, chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền. Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà cách bào bắp chuối trắng giòn. Đặc biệt, mình không cần dùng chanh hay giấm. Và mình cũng sẽ chia sẻ cùng cả nhà cách bảo quản bắp chuối ăn được lâu nha cả nhà. Muốn biết cách làm như thế nào? Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có hai cái bắp chuối sau khi lột xong còn được 700g. Đầu tiên mình chuẩn bị một thao nước. Mình dùng một con dao cắt bỏ cái phần chóp của bắp chuối đi. Và mình sẽ sử dụng một con dao hai lưỡi để mình bào bắp chuối nha cả nhà. Nếu như nhà mình không có một con dao bào thì mình sẽ để bắp chuối lên một cái tấm thớt và mình sẽ dùng một con dao bén để mình sắc bắp chuối ra. Bắp chuối nếu mình sắc trộn gỏi á, thì mình sắc càng mỏng càng ngon. Còn nếu mình sắc để ăn lẩu á, thì mình có thể sắc dày hơn một chút. Bắp chuối sắc xong thì mình cho liền vào trong thao nước mình ngâm để tránh bắp chuối bị đen nha cả nhà. Ở đây mình sử dụng bắp chuối sáp. Bắp chuối sáp thì nó sẽ giòn và ngon hơn là bắp chuối sim đó cả nhà. Mình chỉ cắt 1/3 của cái bắp chuối thôi. Khi mình thấy đã tới cái phần trái non á, thì mình ngưng lại. Mình dùng dao chẻ cái bắp chuối của mình ra làm đôi. Mình cũng sẽ cắt bỏ đi cái phần cùi bắp chuối bên trong. Mình cắt phần cùi bắp chuối cho thật là sạch luôn. Và bây giờ mình sẽ dùng dao, mình tách từng bẻ bắp chuối ra như vậy nè. Để mình bỏ đi những trái chuối non bên trong nha cả nhà. Trái chuối non này thì mình không sử dụng. Bởi vì chuối non này á, nếu mình sắc vào trong gỏi á, thì gỏi không được đẹp. Và cái thứ hai á, thì ăn nó sẽ bị chát nữa đó cả nhà. Sau khi mình gỡ bỏ hết những trái chuối non, bây giờ mình sẽ cuộn bắp chuối lại và mình sẽ sắc mỏng. Sắc bắp chuối xong thì mình cho bắp chuối vào trong thao nước liền nha cả nhà. Và mình sẽ tiếp tục làm như vậy với cái bắp chuối thứ hai. Mình cũng sắc 1/3 bắp chuối và sau đó mình cũng sẽ chẻ cái bắp chuối ra làm đôi. Hai cái bắp chuối của mình đã sắc xong hết rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một thao nước thứ hai để kế bên và mình sẽ dùng tay mình nhồi bóp bắp chuối á, cho cái bắp chuối của mình nó ra mủ nha cả nhà. Mình cứ nhồi bóp bắp chuối liên tục như vậy nè, nhưng mà phải làm nhẹ tay nha. Sau khi nhồi bóp một lúc á, thì mình sẽ vớt bắp chuối và cho vào thao nước thứ hai. Cả nhà nhìn thao nước thứ nhất nè, nó ra rất là nhiều mủ luôn cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ đi đổ bỏ thao nước thứ nhất và mình sẽ múc thêm một thao nước nữa. Mình tiếp tục nhồi bắp chuối của mình như vậy. Sau khi nhồi được khoảng 1 đến 2 phút thì mình cũng sẽ vớt bắp chuối cho qua thao nước thứ ba. Với cách làm này thì mình không cần phải sử dụng chanh hay giấm gì hết á cả nhà. Mà bắp chuối của mình sau khi làm xong á, nó sẽ rất là trắng luôn nha.
Mình tiếp tục vớt hết bắp chuối cho qua thao nước thứ ba. Cả nhà nhìn thao nước thứ hai của mình nè, cũng còn khá là nhiều mũ chuối cả nhà ha. Bây giờ mình cũng sẽ đi đổ bỏ thao nước thứ hai này và mình sẽ múc thêm một thao nước khác nữa. Mình cũng tiếp tục nhồi bắp chuối của mình nhẹ nhàng như vậy trong thao nước thứ ba thêm 1 đến 2 phút. Thì mình cũng sẽ vớt bắp chuối qua thao nước thứ tư. Lúc này thì cả nhà nhìn thấy thao nước thứ ba của mình vẫn còn mủ nhưng mà nó không còn nhiều nữa cả nhà ha. Mình tiếp tục nhồi nhẹ nhàng bắp chuối trong thao nước thứ tư này thêm một chút nữa. Rồi mình sẽ vớt bắp chuối và để qua một cái sàn tre nhỏ. Cả nhà nhìn nè, bắp chuối của mình sau khi rửa đến cái thao nước thứ tư thì bắp chuối của mình đã hoàn toàn không còn mủ nữa và bắp chuối của mình lúc này rất là trắng luôn nè cả nhà. Mình để qua cái sàn tre để cho cái bắp chuối của mình nó được ráo nước. Và cả nhà nhìn thao nước thứ tư của mình đã không còn mủ nữa ha. Như vậy là mình đã rửa xong bắp chuối rồi đó cả nhà. Cả nhà nhìn bắp chuối của mình nè, trắng tinh luôn, rất là đẹp luôn cả nhà ha. Cách làm thì cực kỳ đơn giản luôn. Để bảo quản bắp chuối ăn được lâu thì mình sử dụng một cái túi ni lông. Mình sẽ cho hết bắp chuối vào trong túi ni lông. Và cả nhà lưu ý là mình phải để cho bắp chuối của mình thật sự ráo nước nha cả nhà. Mình kéo miệng bọc lại cho kín và mình sẽ trải đều cái phần bắp chuối ra cho mỏng đều ra. Và như vậy thì mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách làm này thì mình sẽ bảo quản chuối ăn được lâu. Bắp chuối trắng giòn và đặc biệt không bị thâm đen. Nếu như mình sử dụng chanh hoặc giấm trong lúc mình bào bắp chuối thì bắp chuối của mình sau đi khi bỏ vào trong tủ lạnh 1 hoặc 2 ngày thì bắp chuối của mình sẽ bị thâm đen và không có ăn được lâu. Đến đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye.